Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tình tiết mới nhất, hấp dẫn nhất của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 17, An Nhiên tái mặt khi Nghĩa nhầm vợ giữa đêm, khán giả hạ hê, quả báo là đây. Tình tiết trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 17 có lẽ khiến cho nhiều khán giả phải bật cười thích thú. Review tập 17 Trạm Cứu Hộ Trái Tim khiến cho khán giả hạ hê với nhiều tình tiết thú vị. Đáng chú ý nhất là phân cảnh Nghĩa ngủ với An Nhiên nhưng lại nhầm là đang ở với vợ Hà. Chồng vô thức Nghĩa xoa bụng An Nhiên nhưng lại nói lời giống như trước đây hắn ta thường nói với Hà, lại lạnh bụng à, em uống sữa không? Có thể nói 5 năm đóng kịch là giả nhưng Nghĩa nhập vai là thật. Cuộc hôn nhân với Hà để lại quá nhiều dấu ấn, đến mức mà giờ đây bên cạnh An Nhiên anh ta vẫn không thể quên được người vợ tào khang 5 năm của mình. Còn An Nhiên phải nói cô ta tái mặt, hậm hực, xem tình huống này khán giả chỉ còn biết hạ hê mà thốt lên. Quả báo là đây chứ đâu. Ở một diễn biến khác, Hà cũng có cuộc gặp mặt với Nghĩa. Trong tập này, khán giả lại được hạ hê lần hai khi Hà khiến cho Nghĩa tức điên lên. Nghĩa vốn định mỉa mai mối quan hệ của Hà và Vũ, nhưng nào ngờ Hà chẳng những không phủ nhận mà còn khẳng định Vũ đang giúp đỡ mình. Hà còn nói rằng cô sai vì năm xưa không nghe lời của Vũ. Trước khi Hà lấy Nghĩa, Vũ cũng đã cảnh cáo cô nên cẩn thận, nhưng thời điểm đó Hà lại không nghe lời. Đặc biệt, một câu nói của Hà khiến cho Nghĩa muốn cười cũng không nổi. Đó là khi Hà tuyên bố tôi cũng phải biết nhìn vào người đàn ông khác để thấy rằng cuộc đời này không chỉ có những kẻ khốn nạn mà tôi đã cưới nhầm đó thôi. Chúng ta cùng nhau đón xem những tình tiết thú vị của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 17 lên sóng VTV3 tối ngày 16 tháng 4.